Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang ở nhà chủ xe nhé, chủ xe Mazda 3 đây ạ. Chủ xe ở chung cư cho nên là chiếc xe được để dưới tầng hầm. Đấy, lúc nào chiếc xe này cũng được để dưới tầng hầm đây nhé. Rất là sạch sẽ và yên tâm, không có bị mưa nắng gì cả. Và chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Có thể nói là một chiếc xe siêu lướt, quý bạn ạ, biển Hà Nội rồi. 30H30605, phiên bản Luxury. Chiếc xe này sản xuất cuối năm 2021, đăng ký tháng 12 năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được 12.000 km thôi. Tôi sẽ quay qua bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem. Và hôm nay thì tôi sẽ mua chiếc xe này. Và sau khi mua thì tôi sẽ dọn dẹp, rửa ráy sạch sẽ và tôi sẽ quay phát live stream trực tiếp lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Quý vị và các bạn hãy chờ tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thank you.